Xuyên máy làm đá viên loại nào thì tốt? Để có thể lựa chọn loại máy sản xuất đá viên tốt, cần hiểu rõ nhu cầu của bạn cũng như lựa chọn loại máy và công nghệ phù hợp. Đó là bí quyết giúp bạn kinh doanh thành công. Trong video này, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị và các bạn những thông tin vô cùng hữu ích và cần biết trước khi đầu tư kinh doanh, lựa chọn máy sản xuất đá viên phù hợp. Việc kinh doanh đá viên ở thời điểm hiện tại rất thuận lợi vì thời gian thu hồi vốn nhanh và nhu cầu về đá viên sạch đang ngày một cao. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải cân nhắc tới nhiều yếu tố như quy mô dân số cũng như đặc trưng nguồn nước. 6 lưu ý khi lựa chọn máy làm đá viên để kinh doanh. 1. Máy làm đá sạch quy trình tự động. Có hai yêu cầu đầu tiên là máy phải sản xuất ra đá viên sạch. Kinh doanh đá viên giống như bất kỳ một sản phẩm ăn uống nào khác, chất lượng sản phẩm phải được đặt lên hàng đầu. Vì nếu bạn có sơ suất nào đó làm mất uy tín thì cực kỳ khó có thể lấy lại được. Việc có chất lượng tốt sẽ giúp bạn có thể có thêm những giấy chứng nhận như là một cách để chứng minh uy tín và chất lượng sản phẩm với khách hàng. Nhân công để vận hành máy cũng là một chi phí rất cao, đứng thứ hai sau giá điện. Một chiếc máy vận hành tự động có thể giúp bạn tiết kiệm được nhân công mà không cần thuê nhiều người. Càng ít nhân sự vận hành, doanh nghiệp càng có lợi thế về cạnh tranh. 2. Khảo sát quy mô dân số khu vực bạn dự định kinh doanh. Nhu cầu về làm đá có hai yếu tố ảnh hưởng, một là thời tiết và hai là quy mô dân số sinh sống tại khu vực đó. Vào mùa nắng nóng, tất nhiên nhu cầu về sử dụng đá viên để giải khát sẽ cao hơn rất nhiều. Ở khu vực phía Bắc thì mùa đông số lượng đá viên bán được khá ít so với các mùa còn lại. Còn khu vực phía Nam, bạn có thể bán đá viên quanh năm. Đây cũng là điểm bạn cần lưu ý nếu như bạn mua máy làm đá viên để kinh doanh ở khu vực phía Bắc. Quy mô dân số ở khu vực bạn đang kinh doanh phụ thuộc vào khả năng giao hàng của bạn. Ba, lựa chọn loại máy có cỡ đá viên phù hợp. Mỗi một loại máy làm đá chỉ sản xuất được một kích thước đá nhất định bởi vì cấu tạo ống làm đá trong máy quy định. Có các loại cỡ đá phổ biến ở Việt Nam như sau: đá cà phê 18mm, 23mm, 27mm và 30mm, đá đa năng 34mm, 38mm, đá bia 44mm và 48mm. Khu vực phía Bắc thường khách hàng khá dễ tính và thường người tiêu dùng họ tiêu thụ loại đá đa năng có kích thước 34 và 38. Trong khi đó ở phía Nam thì người tiêu dùng họ dùng đá cà phê và đá bia. 4. Linh kiện và khả năng kết nối với hệ thống khác. Có rất nhiều đơn vị cung cấp máy làm đá viên và doanh nghiệp cần lựa chọn loại máy ứng dụng công nghệ hiện đại và vận hành tự động. Để làm đá thì cần có nguồn cấp nước sạch. Do đó, việc có một hệ thống cấp nước tương thích với loại máy làm đá viên cũng quan trọng không kém. Bởi nếu không tốt, chúng sẽ hoạt động kém hiệu quả và không đảm bảo về chất lượng. Nước sử dụng trong máy làm đá viên công nghiệp thường dùng công nghệ RO để đảm bảo chất lượng. Công suất của dây chuyền lọc nước RO cần tương thích với công suất của máy làm đá viên bạn đang dùng. 5. Chính sách bảo hành và thay thế. Không có một hệ thống, một thiết bị nào có thể chạy ổn định cả năm trời và cam kết không bao giờ có lỗi. Đã là máy móc thì không thể tránh khỏi. Ngay cả khi sản phẩm được sản xuất trên toàn bộ dây chuyền khép kín thì vẫn có thể có lỗi. Bạn đang kinh doanh đá viên vào mùa cao điểm và hệ thống máy làm đá của bạn bị gặp sự cố và không thể hoạt động. Điều này gây hại cực kỳ nhiều và ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của bạn. Do đó, bạn cần tham khảo kỹ các điều khoản hợp đồng cũng như khả năng cung ứng linh kiện thay thế, sửa chữa, bảo hành là bao lâu. Mà cần phải lựa chọn các đơn vị có mạng lưới và chi nhánh và đủ năng lực để có thể hỗ trợ và xuất hiện bất cứ khi nào bạn cần. 6. Không nên mua các loại máy quá cũ, công suất nhỏ, không phù hợp. Công nghệ làm đá viên và cải tiến thay đổi khá thường xuyên và thường chu kỳ là 2 năm. Nhà sản xuất máy làm đá sẽ cập nhật và cải tiến một công nghệ nào đó. Các loại máy mới ra đều phải hướng tới khả năng vận hành ổn định và đặc biệt là tiết kiệm điện hơn so với người tiền nhiệm trước đó của nó. Tiền điện là một trong những chi phí lớn của một xưởng, nhà máy hay một đơn vị sản xuất đá viên sạch. Các loại máy cũ nếu sử dụng kinh doanh sẽ làm tăng tính cạnh tranh với những đơn vị sử dụng hệ thống mới. Thông thường, nếu doanh nghiệp hay cơ sở đang kinh doanh máy làm đá viên, chu kỳ 3 đến 5 năm, bạn nên tính tới việc sử dụng một phần lợi nhuận để thay đổi công nghệ và dây chuyền. Còn với những doanh nghiệp hay cơ sở mới đầu tư máy làm đá để kinh doanh thì nên lưu ý, tất nhiên bạn có thể lựa chọn nhưng cũng nên cân nhắc thật kỹ.
Máy làm đá viên loại nào thì tốt? Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại máy làm đá viên ở Việt Nam và nhập khẩu. Tuy nhiên, những loại máy ở Việt Nam sản xuất tốt hơn do được thiết kế phù hợp với nguồn nước và môi trường khí hậu tại Việt Nam. Việt An là nhà cung cấp máy làm đá viên dân dụng, máy làm đá viên công nghiệp lâu năm và uy tín tại Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm. Máy được sản xuất trực tiếp tại nhà máy của công ty Việt An tại Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội, đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001-2015. Chất liệu sử dụng là inox SOS 304 cao cấp, hệ thống vận hành tự động 100%, cung cấp đầy đủ hệ thống phụ trợ khác như kho lạnh, hệ thống lọc nước RO, gầu tải, hệ thống đóng gói. Kiểu dáng công nghiệp hiện đại, thuận tiện cho việc vận chuyển và lắp đặt. Việt An miễn phí vận chuyển và lắp đặt trên toàn quốc tới 64 tỉnh thành. Hệ thống trung tâm bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật khắp cả nước tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. Tư vấn và hỗ trợ tận nơi miễn phí, cung cấp cho bạn các tài liệu, hướng dẫn và thông tin thị trường từng khu vực. Sản phẩm đã và đang được xuất khẩu ra tất cả các nước khu vực ASEAN. Hy vọng thông qua video này có thể cung cấp cho quý khách hàng những dữ liệu, những thông tin hữu ích trước khi quyết định đầu tư, lựa chọn hệ thống máy làm đá viên cho doanh nghiệp của mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại!